2019. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời các vận động viên sau lên bục danh dự để nhận giải. Xin mời vận động viên Nguyễn Thế Phương, đội Nam Liên Quân, đào đoàn 2, đào đoàn 5. Xin mời vận động viên Nguyễn Thị Thọ, đội nữ phân xưởng phục vụ sản xuất. Xin mời vận động viên Lý A Thái, đội nam nhân quân khai thác 4, khai thác 5, khai thác 6. Xin mời vận động viên Bùi Thị Dung, đội nữ phân xưởng phục vụ sản xuất. Xin mời vận động viên Trần A Đông, đội nam liên quân khai thác 4, khai thác 5, khai thác 6. Xin mời vận động viên Nguyễn Thị Huyên, đội liên quân chế biến than vận tải mặt bằng khai thác sản phẩm. Xin mời vận động viên Nguyễn Văn Thăng, đội nam liên quân đào đoàn 4, đào đoàn 6. Xin mời vận động viên Nguyễn Thị Ni, đội nữ liên quân khắc phục ba. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Công Tuân, chủ tịch công đoàn trưởng ban tổ chức giải lên trao bằng thưởng, và đồng chí Hoàng Quang Trung, phó giám đốc công ty lên trao hoa cho các cá nhân. Và sau đây xin mời hai vận động viên sau đứng lên phía trước hai bước. Xin mời vận động viên Nguyễn Thế Phương và đồng chí vận động viên Nguyễn Thị Thọ. Phòng thủ hay nhất.